Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu tổng mạnh răng chắc sức bền nhưng yếu, tổng trọng y cả lếch lại như voi. Có thể nói trong cuộc đời tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh là người có sức mạnh chính trị yếu nhất. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông giai đoạn 2006 đến năm 2011, ông tổng bí thư họ Nông đã bị ông thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng át về mọi mặt. Tiếp nhận chiếc ghế tổng bí thư từ ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp nhận luôn vị thế yếu hơn so với ông thủ tướng khi đó. Năm 2012, chỉ sau một năm ngồi trên ghế tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết dồn hết công lực vào hội nghị Trung ương 6 để kỷ luật cho bằng được ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bất khả thi. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đã liên minh với ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước chống lại Nguyễn Tấn Dũng. Trong tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên kết hai trụ chống lại trụ thủ tướng, nhưng vẫn không thành công. Kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nghẹn ngào, uất ức phát biểu bế mạc. Đây là hình ảnh ông Nông Đức Mạnh, sức khỏe rất tốt nhưng lại là tổng bí thư vô dụng. Thực ra chiếc ghế tổng bí thư mới là chiếc ghế quyền lực nhất trong hệ thống Đảng Cộng sản, chứ không phải là ghế thủ tướng chính phủ. Mặc dù thủ tướng thì có quyền điều hành cả nền kinh tế của đất nước thông qua việc điều khiển các bộ. Mặc dù vậy, có hai bộ đòi hỏi phải là ủy viên Bộ Chính trị mới được làm bộ trưởng. Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an. Hai bộ này là hai thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Làm tổng bí thư thì mặc nhiên làm bí thư quân ủy trung ương, nghĩa là nắm chắc quân đội trong tay, xét về mặt đảng. Ngoài ra, tổng bí thư cũng có thể nắm cả Bộ Công an nếu nắm được Đảng ủy khối Công an. Trong khi tay đã có hàng nóng, tổng bí thư sẽ là người mạnh hơn thủ tướng là điều dễ hiểu. Ông Nông Đức Mạnh là người có sức khỏe tốt, tóc luôn xanh và răng chắc như hạt bắp. Đầu lúc nào ông cũng chảy ngược ra phía sau khi về vườn còn có thêm cô vợ mới trẻ đẹp. Nông Đức Mạnh hiện nay đã 83 tuổi, nhưng nhìn ông vẫn rất khỏe. Hiếm có ông già nào ngoài 80 tuổi mà có sức khỏe mạnh như ông cựu tổng bí thư họ Nông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, tuy sức khỏe yếu nhưng lại là chùm của các chùm. Nếu so sánh về sức khỏe và thể chất thì dù nhỏ hơn 4 tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể so sánh được với ông Nông Đức Mạnh. Sức khỏe của ông Trọng rất yếu, thậm chí còn không đứng lâu được. Nguyên nhân là lần gục ngã bí ẩn khi ông đi Kiên Giang vào năm 2019. Tuy nhiên, nếu so về sức mạnh chính trị của ông Trọng hiện nay và ông Nông Đức Mạnh trước đây thì có thể nói là khác một trời, một vực. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng nắm đến 5 ủy viên Bộ Chính trị chỉ riêng trong ban bí thư. Ngoài ra còn có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vậy thì ông Trọng đang nắm 9 người trong Bộ Chính trị, cộng với bản thân ông là 10 người. Vì thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã dễ dàng chi phối cả Bộ Chính trị. Đó là nguyên nhân làm cho sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng đã trở lên đến như ngày nay. Trong khi đó, thời ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư, ông này đã không kiểm soát được Bộ Chính trị mà để cho Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt. Đây là hình ảnh giờ đây trụ thủ tướng sẽ khó sống với trụ tổng bí thư. Cho tới nay, bên chính phủ đã bị bên ban bí thư chi phối khá nhiều. Quyền bổ nhiệm các vị trí cấp bộ trưởng thuộc về Bộ Chính trị, quyền bổ nhiệm cấp thứ trưởng thuộc về ban bí thư. Đấy chính là sức mạnh mà ông Nguyễn Phú Trọng đang có. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sức mạnh kinh tế gây ảnh hưởng, nhưng xem ra chiêu thức này không còn là lợi thế thời ông Phạm Minh Chính. Ngoài ra, với việc ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm nhiều vị trí quyền lực vào trong bàn tay điều khiển của ông, thì việc dùng sức mạnh kim tiền gây ảnh hưởng lúc này là không hề dễ. Đấy là lý do ông Nông Đức Mạnh tuy rằng chắc sức bền nhưng lại yếu, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng có sức khỏe yếu nhưng sức mạnh chính trị lại như con voi khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin cựu tổng mạnh răng chắc sức bền nhưng yếu, tổng trọng y cả lếch lại như voi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cách dùng người của ông Tổng dùng thỏ hơn dùng beo. Hai con hổ không thể ở chung trong một vùng, đó là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy. Vì thế người ta mới dùng từ ngọa hổ tàng long để chỉ vùng đất có hổ ẩn nấp, có rồng ẩn mình. Người khôn ngoan là ẩn nấp không ra mặt, đến khi chắc chắn, chắc thắn thì mới ra mặt giật cờ phất cao lên. Cách dùng người của ông Nguyễn Phú Trọng có phần tính toán thâm sâu và hiểm ác. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng mồi là chức ủy viên Bộ Chính trị để nhử con hổ dữ Nguyễn Bá Thành rời khỏi lãnh địa Đà Nẵng để ra Hà Nội thử thách. Dù trong tay đã có Vương Đình Huệ khi đó, nhưng Vương Đình Huệ tính thỏ đế, không dám làm mạnh tay với đối thủ của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dùng rất hào tướng. Giai đoạn 2011-2013, ông Nguyễn Phú Trọng yếu thế hơn so với ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng cần dũng tướng để thử sức xem đối thủ của ông mạnh tới đâu, và ông đã chọn Nguyễn Bá Thành. Kết quả ông Nguyễn Bá Thành phải nhận hậu quả ra sao mọi người đã rõ. Đó là cái chết hết sức bí ẩn nhanh chóng. Ông Nguyễn Bá Thành dám nói, dám làm, đúng phong thái dũng tướng, nhưng cuối cùng chỉ là con tốt thí cho Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Ông Vương Đình Huệ là thỏ đế nhưng lại sống sót. Ở khía cạnh khác, có người nhận xét với Thời báo.de rằng nếu ông Nguyễn Bá Thành không mất mạng mà trở thành tướng tiên phong trong tay ông Nguyễn Phú Trọng thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng càng lo hơn. Khi dùng những thuộc hạ thỏ đế hoặc hiền lành dễ bảo thì quyền lực của Nguyễn Phú Trọng mới có thể được đảm bảo bền vững lâu dài. Hầu hết những người có công của các vua chúa lập quốc thời phong kiến đều bị diệt sau khi thâu tóm được Giang Sơn. Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi thu Giang Sơn về một mối đã tìm cách loại bỏ Hàn Tín, người đã giúp Lưu Bang thâu tóm tất cả. Và nhiều ví dụ khác trong lịch sử như vậy. Nếu Nguyễn Bá Thành không chết, giờ đây có thể ông Thành đã phủ bóng lớn lên trên ông Nguyễn Phú Trọng. Dùng người như dùng mộc vậy, là thanh củi hay thanh gỗ tùy theo lợi ích của người dùng. Thà để cho Vương Đình Huệ những Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai ở dưới trướng thì ông Trọng sẽ dễ điều khiển, hơn là dùng một ông võ tướng không sợ trời, không sợ đất như Nguyễn Bá Thành. Khi Nguyễn Bá Thành có quyền lực lớn lên, ông Trọng không thể không bất an. Đây là hình ảnh người hiền từ như Võ Văn Thưởng lại được ông Nguyễn Phú Trọng ưa chuộng hơn. Hiện nay, những người được ông Trọng tin cẩn đều là những người nhu nhược, dễ bảo. Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai đều được hưởng nhiều ưu ái hơn so với ông Tô Lâm, người đã tả xung hữu đột để bắt người, kể cả dân nước ngoài bắt cóc người mang về theo ý ông Nguyễn Phú Trọng, mặc cho có vi phạm pháp luật quốc tế và bị truy tố về tội bắt cóc. Không biết ông Tô Lâm suy nghĩ sao về sự bất công trong cách dùng người của Nguyễn Phú Trọng đây. Ông Phạm Minh Chính thì thuộc loại ngọa hổ toàng long, khi đang là trưởng ban tổ chức trung ương, ông Chính rất ngoan ngoãn. Nhưng khi chớp cơ hội nắm được chức thủ tướng thì ông Chính không còn ngoan ngoãn dễ bảo nữa. Nếu dùng loại người có chút mạnh mẽ làm thuộc hạ, e là ông Trọng sẽ hao tổn năng lượng để đối phó với những con người như vậy. Trong tứ trụ hiện nay có ba trụ một phe, trong phe ba trụ đó ông Nguyễn Phú Trọng đều dễ dàng sai khiến hai trụ kia. Nếu lập thêm trụ thủ tướng cũng là mẫu người dạ vâng như hai trụ ấy thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn kiểm soát tứ trụ. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai là mẫu người không có thành tích gì vẫn leo cao. Bà Trương Thị Mai không có uy, nhưng bà Mai mang lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng rồi thét vào mặt những cấp dưới thì những người này không thể không sợ. Những người nhu nhược được bố trí cao hoàn toàn có thể kiểm soát được cấp dưới nhờ mang cái hung của ông trùm. Giả sử ông Nguyễn Bá Thành hoặc ông Đinh Văn Nơi mà ngồi vào ghế của bà Trương Thị Mai hiện nay thì sao? Họ có thể làm cho cấp dưới sợ và làm cho ông Tổng cũng sợ. Đấy là lý do mà dũng tướng làm được việc không sợ đất, không sợ trời, thường không thể leo lên cao. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Cách dùng người của ông Tổng dùng thỏ hơn dùng beo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de